để cho nó không bị quan, mời Võ Hoàng Yên mà phải ngành y tế mời, rồi có mấy X quang, có mấy CT, có mấy MRI chụp hình trước và sau khi chữa và xuyên suốt. Tôi cho luôn là cái ở đây vì ở Bình Dương tôi có 102 cháu đang ở trường Câm Điếc, không? Nếu Võ Hoàng Yên chữa được 102 cháu đó, nha, tôi tặng một nửa tài sản tôi cho. Thì bây giờ qua cái câu chuyện này thì mời tất cả cộng đồng lên tiếng đi. Nếu ông Võ Hoàng Yên tự xưng mình là một thần y chữa được bệnh Câm Điếc thì ông hãy chứng minh một lần nữa đi cho nó có sự công bằng. Đó, mình sẽ mời một số trẻ em Câm Điếc thật sự đến chữa vài lần luôn, không phải là một lần, để xem cái hiệu quả của ông chữa đúng hay sai trước khi mình kết tội ông ấy. Bà đó, tôi đem một nửa tài sản, tôi đem một nửa đặt cược luôn.